Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị thân mến. Hiện tại thì Ngọc Huyền đang có mặt tại số 180 Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội. Ở nơi đây thì sẽ là trụ sở chính của Mark Home tại miền Bắc. Ở tầng 1, tầng 2, tầng 3 sẽ là showroom trưng bày toàn bộ các vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp do Mark Home của chúng tôi trực tiếp sản xuất và phân phối độc quyền. Và ngày hôm nay thì Ngọc Huyền sẽ rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị đến ghé thăm một công trình thực tế do Mark Home của chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói. Và hôm nay Ngọc Huyền dẫn quý vị đến ghé thăm một siêu phẩm, đó chính là một căn lâu đài tại khu vực Hưng Hà, Thái Bình. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau xuất phát nhé. Xin mời. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị thân mến. Hiện tại thì Ngọc Huyền đã có mặt tại Hưng Hà, Thái Bình. Và ngày hôm nay thì Ngọc Huyền sẽ dẫn quý vị đến ghé thăm một công trình thực tế, một căn biệt thự tân cổ điển được chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình của nhà chú Hồng. Và hiện tại thì Ngọc Huyền đã có mặt tại khuôn viên chính của công trình này rồi. Và công trình sẽ được tọa lạc trên một mảnh đất rộng khoảng tầm 500m2 ạ. Đầu tiên ạ thì sẽ là một cái khoảng sân vườn vô cùng rộng rãi. Và ngay ở phía sau này thì gia chủ của chúng tôi có xây một cái căn từ đường để có thể thuận tiện trong quá trình thờ cúng. Còn một lát nữa thì chúng ta khi mà vào tham quan cái công trình chính phía bên kia thì sẽ không có phòng thờ nha quý vị. Và ở cái khu vực từ đường thế này ạ, được gia chủ của chúng tôi thì nó sẽ thiết kế mang đậm cái phong cách truyền thống của người Việt Nam. Ở đây này, đó, ngay từ cái phần lư hương ở phía ngoài này, đến cái hệ thống là cửa ở phía bên trong này, tất cả nhá đều được sử dụng bằng cái chất liệu đó chính là cái gỗ tự nhiên nha quý vị. Và ở đây thì phía trước cái từ đường của chúng ta thì gia chủ cũng có để thêm một cái cuốn thư được làm hoàn toàn bằng chất liệu đá tự nhiên quý vị ạ, để cho hợp phong thủy này. Và cái bức cuốn thư này nó sẽ có tác dụng là ngăn cách khu vực là từ đường phía bên trong và cái không gian phần đường ở phía ngoài kia. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sang bên kia để tham quan nhân vật chính của ngày hôm nay nhé. Đầu tiên ta có thể thấy được rằng là gia chủ của chúng tôi rất là chăm chút khi mà xung quanh căn nhà đều có thiết kế thêm những cái hệ thống bồn hoa, chậu cảnh nữa để giúp cho ngôi nhà của chúng ta thêm hòa nhập với thiên nhiên. Và ngay ở vị trí phía bên này sẽ là công trình chính của chúng ta trong ngày hôm nay. Và riêng cái phần khu vực công trình này kết hợp với cái khoảng tầm phần sân ở phía trước thì sẽ có cái diện tích khoảng tầm là 200m2 nha quý vị. Và căn nhà này của chúng ta được thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Phong cách tân cổ điển là cái phong cách mà được hòa trộn giữa phong cách cổ điển và phong cách hiện đại. Nó được du nhập từ châu Âu về nước ta trong những năm gần đây và được rất là nhiều chủ đầu tư của chúng tôi yêu thích và lựa chọn, đặc biệt là những chủ đầu tư có tiềm lực về kinh tế. Và ở trong công trình này thì sẽ bao phủ lên toàn bộ, đó chính là màu sơn trắng làm chủ đạo. Màu sơn trắng ấy là một trong những cái màu sắc tinh khôi, nó sẽ thể hiện được cái sự nhã nhặn này và tạo lên toàn bộ cái vẻ mỹ quan cho căn nhà của chúng ta. Cái đặc trưng của phong cách tân cổ điển ở đây đó chính là sử dụng những cái hệ thống này, đường phào chỉ này, họa tiết hoa văn được trang trí ở trên các diện tường và hệ cột trông rất là đẹp mắt. Và như công trình của chúng ta thì sẽ kết hợp thêm những cái hệ thống phần mái được uốn vòm cong tạo một cái sự rất là nhẹ nhàng. Và công trình này của chúng ta thì cái thấp cột ấy, thì sẽ được sử dụng là thấp cột vuông nha quý vị. Nó sẽ tạo được một cái sự vững chãi và bề thế này, kết hợp cùng với lại những cái hệ thống lan can ban công phía bên trên kia được sử dụng bằng sắt nghệ thuật uốn cong nữa, tạo một cái sự đồng nhất cho toàn bộ tổng thể cái ngoại thất của công trình. Và công trình này của chúng ta thì được sử dụng với hệ thống là mái man sát phía bên trên. Như quý vị đã biết đấy ạ, hệ thống mái man sát thì thường được sử dụng trong các cái công trình biệt thự lâu đài vô cùng nổi bật. Và cái hệ thống mái man sát của chúng ta thì nó sẽ là một cái dạng như là hình chóp, sau đó thì được cắt qua vậy, gọi là đường chóp cụt đấy ạ. Và nếu như mà chúng ta nhìn từ phía bên dưới nhìn lên ấy, thì sẽ cảm giác giống như là một cái hình thang vậy. Và khi mà chúng ta thiết kế cái hệ thống mái man sát này đặt trong những cái công trình mà nó đồ sộ thế này, cảm giác nó rất là phù hợp, làm cho cái thể hiện được cái sự đẳng cấp của gia chủ. Và hiện tại thì tôi đang đứng ở khu vực sảnh chính của công trình. Phần sảnh chính này thì được thiết kế với hệ thống là bậc ngũ cấp đi lên, bao gồm 5 bậc, làm cho công trình trở nên cao ráo hơn và bề thế hơn. Và khi mà chúng ta thiết kế cái hệ thống bậc ngũ cấp này, nó sẽ giúp cho cái việc là cân đối giữa phần đế, phần thân và phần mái. Đặc biệt là trong những căn nhà đồ sộ thế này thì khi mà chúng ta sử dụng cái hệ thống bậc ngũ cấp là rất phù hợp. Và tôi có vừa nói đấy ạ, cái hệ thống cột trụ của cái công trình này nó vô cùng lớn nha quý vị. Ở đây thì sẽ có này, đục đẽo tất cả những họa tiết hoa văn ngay từ cái phần phía dưới chân cột này đấy, rồi lên hệ thống phần thân cột cho đến đầu cột. Có những họa tiết hoa văn trang trí. Và khi mà chúng ta sử dụng cái màu sơn trắng ấy, thì nó sẽ nổi bật đến những họa tiết hoa văn như thế này. Và ở cái khu vực sảnh này, khi mà tôi đứng lên đây nhá, tôi mới cảm thấy được rằng là khi mà chúng ta sử dụng cái phần đế của ngôi nhà nó càng cao lên ấy, thì nó lại càng đẹp. Nó sẽ giúp cho cái việc là điều hòa không khí và thông gió trong căn nhà được tốt hơn nữa.
Còn ngay phía sau Ngọc Huyền đây thì đó chính là hệ thống cửa chính của chúng ta. Cửa chính được làm hoàn toàn bằng chất liệu, đó chính là thép giả vân gỗ. Thực sự thì mới nhìn cái cảm quan ban đầu ấy, chúng ta thấy được rằng là nó không có khác gì so với gỗ tự nhiên đúng không ạ? Bởi vì từng những cái đường vân giả gỗ nó vô cùng đẹp. Nhưng mà nếu như mà chúng ta lại sát lại gần này, chúng ta chạm vào này, đó rồi là những cái thao tác nhá. Ví dụ khi mà chúng ta mở ra này, đấy, mở ra này, rồi đóng vào này, nó vô cùng nhẹ nhàng quý vị ạ. Và khi mà chúng ta sử dụng những cái loại cửa thép giả vân gỗ như thế này thì chúng ta sẽ không phải lo cái tình trạng như là mối mọt, cong vênh hay co ngót giống như gỗ tự nhiên. Và ngay từ phía bên ngoài quý vị đã thấy được rằng là công trình này có một toàn bộ cái tổng nội thất vô cùng đẹp rồi. Vậy thì không biết là ở phía bên trong có gì? Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Ngọc Huyền vào phía bên trong để khám phá nhé. Xin mời. Quý vị thân mến, và từ hệ thống cửa chính bước vào không gian đầu tiên đó chính là khu vực phòng khách. Và phòng khách ở đây của chúng ta thì với diện tích lên tới 29,5m² nha quý vị. Và không gian này thì tôi mới thấy được rằng là nó vô cùng đẹp. Bằng cách là khi mà tôi bước từ ngoài vào thì cái ấn tượng đầu tiên đập vào mắt của tôi đó chính là cái hệ thống đèn chùm rất là lớn như thế này. Đèn chùm này thì nó sẽ có tác dụng là mang cái ánh sáng vàng cho toàn bộ không gian bên dưới, và nó sẽ thể hiện nổi bật lên cái phong cách tân cổ điển. Nó sẽ có một cái sự đồng nhất từ ngoài cái phần ngoại thất vào đến phía bên trong nội thất của công trình. Và ngay phía bên này của chúng ta thôi thì sẽ là một cái hệ thống kệ tivi. Ở đây thì cái hệ thống kệ này thì gia chủ đã sử dụng là cái chất liệu đó chính là gỗ mun, nó sẽ đồng nhất với bộ bàn ghế ở phía bên kia. Một lát nữa thôi tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Còn ở phía bên trên này thì sẽ là một cái hệ thống tivi rất là lớn này, để có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu giải trí cho cả gia đình nha quý vị. Hai bên là rất là nhiều những cái dàn loa đài. Và cái không gian này thì sẽ kết nối với khu vực tiếp khách ở phía bên kia. Và ngay phía bên này thì gia chủ của chúng tôi có để một bộ bàn ghế này rất là lớn ạ. Bộ bàn ghế này theo chủ của chúng tôi có chia sẻ là lên tới 14 món nha quý vị. Và 14 món này thì ở đây được sử dụng hoàn toàn bằng chất liệu là gỗ mun, có đục đẽo rất là nhiều những hình họa tiết hoa văn trang trí. Như tôi có để ý đây thì nó sẽ là họa tiết hình con nghê đấy ạ, một trong những cái linh vật của Việt Nam. Đấy, nó rất là nổi bật, nó vừa mang một cái vẻ đẹp của truyền thống này, nhưng mà nó sẽ mang một cái ý nghĩa về phong thủy cũng vô cùng lớn. Và cái bộ bàn ghế này, còn đây thì sẽ chính là cái bộ bàn đấy, đi kèm với ghế thì phải là một cái bàn rất là lớn đúng không ạ. Và trên cái khu vực này nhá, thì ngay phía trên trần thì gia chủ chúng tôi đã sử dụng bằng cái chất liệu nó chính là trần thạch cao, kết hợp cùng với hệ thống đèn led và đèn downlight. Đặc biệt thì quý vị có thể thấy ở đây không những kể cả phần trần chúng ta đâu, mà ngay cả các diện tường ở bên trên đều được đắp nổi tất cả những phào chỉ này, sau đó thì dát vàng, nó sẽ tạo cho không gian của chúng ta mang đậm cái phong cách tân cổ điển. Và trong không gian phòng khách của chúng ta thì vô cùng thông thoáng bằng cách thiết kế 3 hệ thống cửa sổ. Đây, có 2 hệ thống cửa sổ nhỏ ở phía bên hông và 1 hệ thống cửa sổ rất là lớn hướng ra phía trước của ngôi nhà. Và 3 hệ thống cửa sổ này thì sẽ giúp là mang cái ánh sáng tự nhiên cũng như điều hòa không khí vào bên trong gian phòng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến không gian tiếp theo nha quý vị. Xin mời. Quý vị thân mến, và khu vực mà Ngọc Huyền đang đứng ở đây đó chính là phòng bếp và phòng ăn kết hợp với nhau với diện tích lên tới 29,5m². Ở không gian này thì gia chủ chúng tôi có đặt một bộ bàn ghế ăn rất là lớn ạ. Và như tôi có thể đếm ở đây đấy, 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 12, 14, 14 chỗ ngồi nha quý vị. Cũng rất là lớn để có thể là cả một đại gia đình của chúng ta có thể ngồi đây là quây quần ăn uống. Và ngay phía sau của tôi đây thì đó chính là một cái hệ thống tủ bếp. Tủ bếp ở đây thì cũng sẽ được làm hoàn toàn bằng chất liệu là gỗ tự nhiên, cả tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Và không gian này của chúng ta thì sẽ được thiết kế theo kiểu hình chữ L ạ. Với thứ tự này, bếp nấu này, bồn rửa này đó. Và khu vực tủ lạnh phía bên này nữa. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái hệ tủ bếp thiết kế theo hình chữ L như thế này ạ, thì nó sẽ tránh cái hiện tượng lửa và nước đối đầu nhau. Như cái phong cách sắp đặt như thế này thì nó rất là tốt cho phong thủy. Và có thêm một cái chi tiết nữa, đó chính là tôi để ý nhá, ở căn nhà này gia chủ của chúng tôi đầu tư vô cùng lớn ạ. Không những là phòng khách phía ngoài kia đâu, mà ngay cả khu vực bếp phía bên trong này nữa. Từ cái phần trần này đến tất cả những cái diện tường ấy thì đều có những cái phào chỉ hoa văn này được đắp nổi và dát vàng nha quý vị. Thì nó vừa tạo được một cái sự đồng nhất này, bên cạnh đó nó sẽ khẳng định được cái đẳng cấp của gia chủ. Và chưa hết đâu ạ, hệ thống kệ tủ bếp của chúng ta ở đây thì mặt bàn bếp sẽ được sử dụng bằng chất liệu đó chính là cái đá nha, đá nguyên khối đấy ạ. Còn ngay phía sau thì sẽ có một cái tấm kính cường lực nữa, để khi mà chúng ta nấu nướng ở đây này, dầu ăn có vô tình bắn lên thì có thể là dễ dàng cho quá trình vệ sinh. Đặc biệt thì không gian này của chúng ta cũng có thêm một hệ thống giải đèn led nữa chạy xung quanh toàn bộ hệ thống hệ tủ bếp của chúng ta, thì khi mà chúng ta nấu nướng ở đây này thì nó sẽ sáng hơn.
Khu vực tiếp theo mà Ngọc Huyền muốn giới thiệu với quý vị thì nằm ở ngay vị trí phía bên này. Ở đây thì sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung cho cả tầng 1, có diện tích là 5,4 m². Và chưa hết đâu nha quý vị, dưới không gian tầng 1 thì chúng ta sẽ còn có thêm một khu vực nữa. Ở đây thì chính là căn phòng ngủ. Phòng ngủ này thì với diện tích là 17,5 m², có một nhà vệ sinh riêng biệt ở phía bên trong rộng 5,7 m². Nhưng mà hiện tại thì đang có người bên trong, chúng tôi không tiện chia sẻ với quý vị nhé. Và đây thì chính là không gian để kết nối từ không gian tầng 1 lên tầng 2, hệ thống cầu thang của chúng ta. Cầu thang ở đây thì mặt bậc này thì sẽ được ốp đá đen, còn cổ bậc ốp đá trắng. Với cái cách là tách biệt hai cái bậc này với nhau thì sẽ giúp chúng ta là có thể là dễ dàng phân biệt này, tránh bức hụt hay vấp ngã. Và toàn bộ hệ thống lan can cầu thang của chúng ta ở đây được sử dụng bằng chất liệu là kính cường lực dài khoảng tầm 12 ly, kết hợp cùng với hệ thống tay vịn gỗ nữa để tạo nên cái sự sang trọng cho toàn bộ căn nhà. Và toàn bộ cái khu vực cầu thang của chúng ta này, ở dưới thì sẽ có thêm những hệ thống giải đèn LED nữa để chiếu sáng khi mà buổi tối chúng ta đi trên đây thì có thể dễ dàng phân biệt này. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng bước lên tầng 2 để khám phá nội thất công trình nhé. Quý vị thân mến, và từ hệ thống cầu thang bước lên thì đây sẽ là khu vực tầng 2 của chúng ta. Tầng 2 sẽ chủ yếu là không gian nghỉ ngơi của cả gia đình với thiết kế 3 phòng ngủ và một khu vực phòng sinh hoạt chung. Và ngay ở vị trí Ngọc Huyền đang đứng đây thì đó chính là phòng sinh hoạt chung của ngôi nhà. Và khi mà bước vào đây thì Ngọc Huyền thấy được rằng cái không gian này nó vô cùng ấm cúng, bởi vì gia chủ của chúng tôi thì có để một cái bộ bàn ghế sofa được làm bằng chất liệu là da nhập khẩu nha quý vị. Thì khi mà tôi ngồi xuống không gian này cảm thấy nó rất là êm ái và dễ chịu. Và trong một số gia đình khác thì chúng ta có thể là sử dụng cái phòng sinh hoạt chung này cũng giống như là một cái phòng khách thứ hai vậy. Ví dụ cho gia đình của chúng ta này, khi mà có khách của bác này ở phía dưới này thì khách của cô thì sẽ ở phía bên trên. Còn ngay phía đối diện của chúng ta thì cũng rất là đầy đủ nha, khi mà có thêm một cái hệ thống tivi được treo tường ở đây để chúng ta có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu giải trí. Và khi mà bước lên đến khu vực tầng 2 này rồi thì tôi mới thấy được rằng là ở đây gia chủ chúng tôi là một người có thể là rất là yêu nhà đi, chăm chút cho ngôi nhà của mình tỉ mỉ từng góc một ạ. Và ngay ở phía bên trên tầng 2 của chúng ta đây thì không những là cái diện tường ở phía bên trên cũng như là toàn bộ hệ thống trần thì cũng đều được sử dụng bằng cái chất liệu đó chính là trần thạch cao này, kết hợp cùng với lại hệ thống những phào chỉ họa tiết hoa văn trang trí được dát vàng nữa. Nó sẽ đồng nhất từ cả tầng 1 đến tầng 2 và nó sẽ nổi bật lên cái phong cách thiết kế tân cổ điển cho ngôi nhà. Và từ không gian này thì ta cũng sẽ có thêm một cái hệ thống cửa. Cửa này thì sẽ là cửa vòm nha quý vị, để đi ra khu vực ban công nhỏ nhỏ phía ngoài. Và căn phòng ngủ đầu tiên mà Ngọc Huyền muốn giới thiệu cho quý vị thì sẽ nằm ngay vị trí bên này. Căn phòng ngủ này có thể nói là phòng ngủ mà có diện tích rộng nhất, lên tới 22,5 m². Trong không gian này của chúng ta thì gia chủ cũng mới để vừa một cái hệ thống giường ngủ thôi. Nhưng mà khi mà bước vào không gian này thì quý vị đã nhận ra cái phong cách gì chưa? Phong cách tân cổ điển nhưng mà nó lại rất là hoàng gia nhá. Cảm giác là chúng ta đang lạc vào một cái không gian cung điện vậy ạ quý vị. Không những ở phía bên ngoài mà ngay từ tất cả các phòng ngủ của chúng ta thì đều có những cái họa tiết phào chỉ hoa văn được dát vàng rất là tinh tế. Và ngay phía đối diện thì sẽ là một cái hệ thống tivi rất là lớn. Và trong căn phòng này của chúng ta thì đây tôi đánh giá là một căn phòng có một cái tầm view đẹp nhất. Bởi vì sao ạ? Nó sẽ sở hữu một cái cửa ra cái hệ thống ban công ở phía bên ngoài, nó rất là lớn và nó rất là thoáng nha quý vị. Chúng ta có thể là ra đây này, ngắm cảnh này cũng như là hút thuốc ở phía ngoài nhé. Và phòng ngủ tiếp theo ở bên trên tầng 2 thì sẽ là một khu vực này. Phòng ngủ này thì với diện tích là 18 m². Không gian của chúng ta thì cũng có để vừa một cái hệ thống giường ngủ này. Phía bên này thì cũng lại là một cái chi tiết tivi treo tường nữa. Tôi có để ý rằng là ở trong căn nhà này ấy, đây là một cái căn biệt thự tân cổ điển. Ở đây thì tôi mới thấy được rằng là chỉ có hai bác ở trong căn nhà này thôi. Còn con cái thì thi thoảng dịp lễ, dịp Tết mới về đây. Nhưng mà tất cả này, đồ đạc bên trong đều rất là đầy đủ nha. Như kiểu là chào đón sẵn rồi, khi mà con cái về là có chỗ ngủ ngay vậy đó quý vị. Và trong căn phòng này của chúng ta thì cũng sẽ có thêm một cái hệ thống cửa sổ cũng rất là lớn hướng ra phía sau của ngôi nhà để lấy được ánh sáng tự nhiên. Và tôi thấy được rằng là cái tầm view ở phía xa xa kia là một cánh đồng rất là lớn. Thì tôi nghĩ rằng căn phòng này thì nó sẽ có một cái không gian vô cùng mát mẻ như quý vị.
Và chưa hết đâu ạ, trong căn phòng này của chúng ta này, cái sự mát mẻ nó còn đến ở trên phần trần nữa. Phần trần thì cũng với thiết kế tương đồng thôi, ngoài hệ thống trần thạch cao kết hợp cùng hệ thống đèn led no light thì ta sẽ còn có thêm một cái hệ thống, đây chính là một cái quạt trần cũng khá là lớn để mang lại toàn bộ cái luồng gió mát cho không gian bên dưới. Và nhà vệ sinh chung ở trên tầng 2 sẽ nằm ở vị trí này ạ, với diện tích là 4m2 nha quý vị, cũng rất là đầy đủ các đồ rất cơ bản. Còn ngay phía sau tôi đây thì căn phòng này có điều gì đặc biệt ạ, chúng ta cùng vào trong để khám phá nhé. Đây là một căn phòng ngủ, có thể gọi là phòng ngủ master của cả căn nhà. Trong phòng này thì vô cùng đầy đủ này, ngoài cái hệ thống là một cái giường ngủ rất là lớn ra đấy, cũng bên trên đầu giường này được bọc nỉ này, thì chúng ta sẽ còn có này những hai cái bên là hệ thống táp đầu giường. Bên này thì sẽ là một cái hệ thống tủ quần áo. Tủ quần áo đây thì nó sẽ được sơn trắng toàn bộ để đồng nhất với toàn bộ cái phong cách thiết kế bên trong căn nhà. Và đặc biệt thì có một điều tôi rất là thích, đó chính là tủ quần áo được thiết kế cao kịch trần. Và khi mà chúng ta thiết kế cao kịch trần như thế này ạ, thì chúng ta có thể để rất nhiều đồ này, đặc biệt thì sẽ không phải lo cái tình trạng như bụi bẩn bám trên khu vực phần nóc tủ nha quý vị. Còn ngay ở vị trí phía bên này thì sẽ là một cái hệ thống bàn trang điểm. Cái bàn trang điểm này thì tôi cảm nhận là nó cũng mang một cái phong cách rất là hoàng gia. Nó sẽ đồng nhất với lại toàn bộ tất cả những cái đồ nội thất có bên trong căn phòng ngủ này. Một cái không gian vô cùng sang trọng và đẳng cấp. Và căn phòng ngủ này thì cũng sở hữu một cái tầm view cũng khá đắc địa đi ạ. Nó sẽ có một hệ thống cửa sổ này hướng ra phía sau cánh đồng trong nhà nhá. Đấy, nó cũng vô cùng mát mẻ. Và chưa hết đâu quý vị ạ, trong căn phòng ngủ này, vì đây là một căn phòng ngủ master cho nên là sẽ có một khu vực, đó chính là nhà vệ sinh riêng biệt ở phía bên trong. Nhà vệ sinh này thì với thiết kế là 4,7m2 ạ. Trong không gian này của chúng ta thì cũng rất là đầy đủ từ hệ thống lavabo này. Đặc biệt phía bên này thì ngoài cái hệ thống cái vòi tắm sen phía bên trên thì ta sẽ còn có một cái bồn tắm cũng vô cùng lớn nữa. Thật tuyệt vời làm sao ạ, khi mà sau những cái giờ phút làm việc căng thẳng mệt mỏi này, chúng ta có thể là về đây này, ngâm mình thư giãn trong bồn tắm này, rất là chill đúng không ạ. Và ngay cái không gian này của chúng ta thì sẽ là một cái khu vực này, cái lavabo. Ở ngay phía dưới thì sẽ có cái hệ thống tủ để có thể để đồ này, cho căn nhà vệ sinh của chúng ta thêm gọn gàng hơn. Bên trên nhá, cũng là một cái hệ thống gương soi. Gương soi nhưng mà cũng có kết hợp cùng hệ thống kệ tủ để đồ nha quý vị. Một cái căn nhà vệ sinh mà có diện tích khoảng tầm hơn 4m2 thôi nhưng mà lại rất là đầy đủ. Và khi mà tôi bước vào bên trong này thì cảm giác là nó khá là rộng rãi đi ạ. Và có thêm một cái chi tiết nữa, đó là toàn bộ những hệ thống thiết bị nhà vệ sinh ở trong căn phòng này ạ, thì đều được sử dụng thiết bị thương hiệu của Toto nha. Một cái loại thiết bị vệ sinh rất là cao cấp. Quý vị thân mến, và khu vực mà tôi đang đứng đây ạ, thì đó chính là cái tầng áp mái của công trình nhá. Thực sự tôi rất là muốn giới thiệu cái không gian này với quý vị, bởi vì là đối với những cái căn nhà mà có hệ thống mái man sát ở phía bên trên ấy, thì tận dụng ngay cái không gian này, đấy, tầng áp mái, thành một cái không gian khác để chúng ta có thể là sinh hoạt này. Nếu mà tôi mà là gia chủ chẳng hạn nhá, thì tôi có thể là để một cái kệ sách ở đây, sau đó thì lên trên này này đọc sách này, một không gian vô cùng yên tĩnh. Hoặc là chúng ta có thể là để thêm những cái máy ấy, tập thể dục thể thao đấy. Trong không gian này thì cái không khí nó rất là trong lành, rất là phù hợp. Và gia chủ của chúng tôi thì cũng đã rất là chăm chút khi mà cái khu vực phần sàn phía dưới này được ốp hoàn toàn bằng chất liệu, đó chính là gỗ nha. Thì khi mà tôi bước vào không gian này thì cảm giác nó rất là ấm cúng. Và đây thì chính là một cái lý do mà quý vị nào mà yêu thích những hệ thống mái man sát này, đấy, thì ta có thể có một cái không gian đấy, nó rất là riêng tư đúng không ạ. Và đối với lại những cái hệ thống mái man sát ấy, thường thường là chúng ta sẽ phải thi công rất là chắc chắn. Đầu tiên là sẽ đổ một cái lớp bê tông ở phía dưới này, sau đó toàn bộ phần xung quanh á, chúng ta cũng đều xây tường đấy, và đổ bê tông phía bên trên, sau đó thì mới dán ngói ra phần phía bên ngoài. Và khi mà chúng ta sử dụng cái hình thức như thế này ạ, thì cái kết cấu của ngôi nhà này nó vô cùng chắc này và đảm bảo này. Đặc biệt thì tránh cái hiện trạng là ngấm rột, cũng như là căn nhà của chúng ta nó trở nên là có một không gian nó rất là chill chill như thế này. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình của gia đình nhà chú Hồng có địa chỉ Thái Bình. Vậy thì quý vị nghĩ sao về mẫu công trình như thế này ạ? Hãy để lại bình luận ở ngay phía bên dưới. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, đừng quên là liên hệ ngay tới các số hotline của Mắc Home chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.